Wow, có bạn nào mê uống trà sữa Đài Loan không ta? Mẫn mới mua được cái loại trà sữa tự pha này rất là ngon luôn nè. Thấy hot rần rần ở trên Facebook nè, bây giờ phải mua uống thử mới được. Cái này á là mẫn mua hộp 12 set nha mọi người ơi. Một set sẽ có một gói trà và một gói đường nâu với lại trân châu cách xa thì rất là dễ luôn bây giờ mình sẽ xé gói trà túi lọc này ra cho vào nước sôi chờ 5 phút điểm đặc biệt của cái loại trà này á, là kết hợp giữa trà ô long và trà đen nha cho ra một cái mùi thơm và hương vị rất là độc đáo luôn mẫn sẽ uống lạnh nên mình sẽ cho đá vào nha còn bạn nào muốn uống nóng á, thì khỏi cần cho đá vào và cho lượng nước nó nhiều hơn tí xíu bây giờ sẽ tới bước mình cho trân châu với đường nâu vào nha cả nhà ơi nhìn cái viên trân châu nó óng ánh đẹp ghê chưa quậy đều quậy đều lên và bây giờ thưởng thức thôi ta nói nó có một cái mùi thơm rất là lôi cuốn luôn cái vị trà sữa thì béo béo ngọt vừa phải nè không hề ngấy không không hề ngán một xíu nào luôn càng uống càng mê cái viên chân châu thì dai dai sực sực uống miếng trà sữa và bây giờ mình sẽ ăn hải sản nha vừa ăn hải sản vừa uống trà sữa ta nói nó đà nó phê gì đâu luôn á mẫn mua nguyên một hộp 12 set như vậy là 427 trăm hai ngàn các bạn muốn mua ít hơn cũng có hộp 3 set và hộp một set đó mọi người ơi ta nói người lớn còn ghiền huống chi là con nít anh cô ca mê dữ lắm dành uống của mẹ mẫn nè thơm ngon tới giọt cuối cùng hôm nay được nhỏ em nó bao đi ăn doki ở aonmon quận tân phú bước tới cái quầy đồ ăn cái tôi hú hồn <laughs> trời ơi hết hết mấy cái đồ ăn ngon rồi ai thấu nổi đâu này hết từ mấy cái topping để ăn chung với lẩu cho tới đồ khô Nhìn sơ qua hình như chỉ còn mấy cái sốt là nó còn đầy đủ thôi à Hôm nay được kỳ rất 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 là đông luôn Cũng hơn là có mấy bạn nhân viên rất là nhiệt tình dễ thương luôn nè Thấy hết đồ ăn á, thấy tôi đứng ló ngó cái thế là hỏi chị ăn cái gì để em lấy cho Trời ơi dễ thương dễ sợ luôn Lấy miếng xúc xích, lấy miếng thịt nè bởi vì thời buổi kinh tế khó khăn hôm nay lại sống trong môi trường giành giật nữa đồ ăn thì khan hiếm bởi vậy nên cái nồi lẩu của tôi nhìn nó không có được đẹp lắm cứ lấy được đồ ăn bao nhiêu là thảy vô nồi lẩu hết Ok bây giờ lẩu đã chín rồi Mời cả nhà cùng ăn nha Cái tóc bốc kỳ hình hoa thấy thương dễ sợ chưa còn cái này là tóc bốc kỳ nhân khoai lang Bên trong có nhân khoai ngọt ngọt Còn đây là tóc bốc kỳ phô mai với bắp bên trong nha Béo béo bùi bùi sực sực Cầm nguyên cái chén lên vừa hút mì rột rột vừa hút nước xì sụp Ta nói nó ngon gì đâu á à, trời ơi lên chả cá rồi nè Lấy cái chả cá quất liền Đợi ăn gần hết rồi bây giờ thì cái khoanh phô mai nó mới ra Có nhỏ em nó đói con mắt dữ lắm No rồi vẫn lấy thêm đồ ăn Thôi kệ bây giờ tôi sẽ thử cái khoanh phô mai này nghe Lấy viên tóc bóc cookie nè lấy miếng xúc xích nè kéo cái phô mai lên ăn chửi tao nói nó béo trong cái phô mai này nè nó còn có thêm hạt đậu hòa lan hạt bắp rồi mấy cái cà rốt này kia nữa với lại có sữa tươi nữa thì phải ăn nó béo dữ lắm nó ngon gì đâu múc cái muỗng phô mai đầy ụ cho vô miệng trời ơi tao nói nó đã mỗi lần đi ăn đô kỳ là chỉ khoái nhất cái khoanh phô mai đó thôi đó cái đó ăn với đồ chiên hoặc là tóc bốc kì trong lẩu đều được còn đây là giống cái kim bát nhưng mà bên trong nó là bún miếng mọi người ơi còn cái này là khoai chiên nè no quá rồi tính tiền và bây giờ ghé qua quầy kem mua mấy cái kem xinh xinh cái kem Hình con mèo thì hơi chua tí xíu Còn cái kem bàn chân này rất là ngon luôn nha Vừa đẹp vừa ngon Hello, cái này sẽ là một ngày đi quay vlog của Mẫn Mẫn nha mọi người ơi Ăn vội một cái hộp bánh đúc nè cả nhà ơi Bánh đúc này rất là ngon luôn đó Các bạn nào ăn qua chưa ta Trời ơi, cái bột bánh đúc này nha Được nấu với nước cốt dừa ăn rất là béo luôn Cái nước mắm thì mặn mặn, ngọt ngọt Rất là vừa ăn nè Bên trên thì có đậu xanh, có thịt bầm, có hành phi Thơm ơi, là thơm quá sẽ đã luôn Thấm thoát một cái là đã tới miếng cuối cùng rồi, bây giờ đi ăn cho lẹ xong rồi đi tắm nên mình phải dưỡng da chuẩn bị đi quay thôi. Tắm rửa xong rồi bây giờ mình sẽ dưỡng da mặt sau đó là dưỡng da body nha. Vì bình thường khi mà đi quay Youtube như vậy là cả ngày cũng vẫn sẽ tiếp xúc ở ngoài trời, nắng nóng này kia nên thứ nhất là cần một lớp chống nắng cho body nè, thứ hai là cần make up da body cho nó đẹp, cho nó trắng tí xí xíu. Bữa giờ thì vẫn thấy cái loại kem Honey Pink này nè, hot, cực kỳ hot ở trên Facebook luôn á, nên là vẫn thử đặt mua trên fanpage Honey Pink Cosmetics một hộp nè. Kem này theo như được giới thiệu là được chiết xuất từ mật ong và có thêm vàng 24K trên đó nữa. Tò mò quá bởi vì phải mua thử liền. Nhưng mà công nhận chất kem thoa thích thiệt, thấm nhanh và rất là thơm. Makeup cho da body cũng rất là tốt nữa. Thoa kem xong rồi, bây giờ đi makeup và bây giờ mình đi quay thôi. Bye bye!